À, các bạn ơi, đây là thành phẩm của món xôi đậu đen mình vừa mới nấu xong. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo rất là đơn giản để chúng ta có thể nấu được xôi đậu đen bằng nồi cơm điện mà không bị dính ở phía đáy nồi, không có cháy ở dưới đáy nồi như thế này các bạn nhé. Đó, và mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp cùng với mình luôn bây giờ nha. Đó, các bạn thấy không, cái phần xôi đậu đen nó rất là hấp dẫn như thế này đây. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái món xôi đậu đen bằng nồi cơm điện các bạn nhé. Nấu làm sao để cho nó không có bị dính cái phần cháy ở phía đáy nồi. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 300 g nếp. Nếp thì ở đây mình dùng nếp cái hoa vàng, hoặc là nếu không thì các bạn dùng nếp nào cũng được. Nếp thường thôi cũng được, thì cái nếp nó sợi dài, còn nếp cái hoa vàng thì các bạn sẽ thấy là hạt nó tròn như thế này này. Nếp thì có hai loại, đó là nếp hạt dài và hạt tròn. Với những cái nếp cái hoa vàng thì mùi nó rất là thơm khi mà các bạn xôi xong. Ở đây thì đậu đen các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 150 g nhé. Với 150 g đậu đen như thế này và 300 g nếp thì cái phần đậu đen và nếp nó sẽ quyện vào nhau với cái tỷ lệ đó là 1 này 0,5 đó, 1/2 á, thì nó sẽ ngon và nó bùi hơn rất là nhiều. Và nếp sau khi mà các bạn mua về ấy, thì các bạn sẽ vo thật là sạch đi cho mình, sau đó thì các bạn ngâm sơ nhé. Sau khi mà các bạn đã ngâm xong cái phần các bạn đã vo sạch cái phần gạo nếp và đậu đen như thế này thì bây giờ các bạn sẽ đi ngâm sơ cho mình trước nhé. Bởi vì là cái phần đậu đen ấy, khi mà các bạn mua về là nó ở người ta đã phơi rất là khô rồi, cho nên muốn nấu được xôi thì các bạn sẽ phải đun trước cho mình, hoặc là các bạn ngâm ấy. Đó, phải ngâm nhé, mình phải ngâm nhé. Hoặc là nếu không thì các bạn sẽ nấu nấu trước cho mình cái phần đậu đen này. Ở đây thì mình sẽ sau khi mà vo rất là sạch như thế này thì mình sẽ cho vào cái nồi cơm điện để mình nấu luôn cái phần đậu đen này các bạn nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi cơm điện, sau đó các bạn cho cái phần đậu đen vô nồi để mình nấu. Các bạn cho nước vào, các bạn đun đun trước cái phần đậu đen này lên cho mình. Đó. Chỗ này là 150 ml nước các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ cho cái phần đậu đen này vào trong nồi cơm điện như thế này, và các bạn thêm cho mình vào đây một chút xíu muối nhé. Các bạn sẽ cho vào đây cho mình đó là 1/2 muỗng cà phê muối. Sau đó thì các bạn sẽ quậy đều lên. Khi mà các bạn cho muối vào như vậy thì cái đậu đen khi mà các bạn nấu như thế này nó sẽ nhanh nhiều hơn. Đó. Sau khi mà các bạn cho cái phần đậu đen đi nấu rồi thì cái phần nếp này các bạn sẽ ngâm cho mình một chút nhé. Các bạn ngâm nước cho mình một chút xíu, khoảng 30 phút, trong lúc mà mình chờ cái phần đậu đen nó được. Sau khi mà các bạn kiểm tra thấy cái phần đậu đen của chúng ta nó đã mềm rồi thì bây giờ các bạn sẽ vớt cái nếp này ra và để thật là ráo nước cho mình nhé. Để làm cái món này, sau khi mà các bạn vớt ra rồi thì các bạn sẽ cho vào đây cho mình một chút xíu muối nhé. Sau đó các bạn sắp đều lên. Các bạn sắp đều lên như thế này để khi mà các bạn sôi xong thì cái xôi của chúng ta nó có cái vị vừa vặn, nó không có bị mặn quá, nó không bị nhạt. Ở đây thì để cho cái xôi của chúng ta nó được thơm hơn thì mình sẽ dùng thêm đó là 100 ml nước cốt dừa. Các bạn sẽ dùng cho mình ở đây đó là 100 ml nước cốt dừa để nấu cùng cái xôi này các bạn nhé. Đây. Bây giờ thì mình sẽ mở cái nồi
đậu đen mình vừa mới nấu. Để các bạn kiểm tra cùng với mình nhé. Khi mà các bạn thấy cái phần đậu đen của mình nó đã chín bở như thế này rồi thì các bạn đừng có đảo cái phần đậu đen lên nha, mà mình sẽ cho nếp lên phía trên luôn. Đó. Các bạn sẽ cho cái phần gạo nếp này lên phía trên. Bạn không có đảo nhá, mình để ở phía dưới cái lớp đậu đen ở phía dưới như thế này để cho nó được. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần nước cốt dừa vào này. Sau đó thì các bạn sẽ thêm thêm cho mình ở đây để nước nó xâm xấp mặt gạo nhé. Các bạn thêm nước đến khi mà các bạn thấy nước, cái phần nước nó bạn cho nước từ từ vào nha, bởi vì là gạo mình không có ngâm đó. Các bạn cho nước và gạo nó xâm xấp nhau như thế này thôi thì khi mà các bạn xôi xong nó không có bị nhão. Bây giờ thì các bạn sẽ bật bếp lên và nấu tiếp nhé. Các bạn để chế độ cúc cho mình nha. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn để cái phần nếp này của mình nó bật chế độ, nhìn đã rất là ngon rồi đúng không các bạn, và nó không hề bị nhão một chút nào cả. Bây giờ thì mình đảo đều lên nhá, để cái phần nếp và cái phần đậu đen nó quyện lại với nhau. Khi mà các bạn cho cái nước cốt dừa vào đây thì cái nước cốt dừa nó làm cho cái nếp của chúng ta nó rất là thơm đó, và các bạn sẽ thấy là nó không có bị dính nồi đâu nha. Khi mà mình cho một cái lớp đậu xanh, đậu đen ở phía dưới như vậy thì nó sẽ không có bị cháy. Cái hạt xôi nó rất là bóng và dẻo như thế này rồi, thơm lắm. Khi mà các bạn cho cái nước cốt dừa vào như vậy ấy, thì các bạn sẽ không cần phải cho thêm dầu ăn các bạn nha. Nếu như các bạn muốn ăn ngọt thì các bạn thêm một đường, còn nếu như mà các bạn mà không muốn ăn ngọt á thì các bạn sẽ không cho gì cả, và chúng ta sẽ ăn kèm với cả các cái món như là xôi này, ăn kèm với giò đó. Bây giờ thì mình sẽ múc ra đĩa nha. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ múc cái phần xôi này ra một cái đĩa nhé. Các bạn có thể dùng thìa hoặc là dùng đũa đều có thể lấy được cái phần xôi đậu đen này ra, rất là đơn giản. Và xôi đặc biệt là nó không có cháy, nó không có cái phần cháy như thế này thì ăn xôi nó sẽ rất là ngon. Đó. Mình dùng đũa thì nó sẽ tơi hơn nha. Cái phần nếp rất là mềm và cái phần đậu đen thì các bạn yên tâm là mềm lắm luôn.
Đậu đen này là mình dùng cái đậu đen sang lòng đó các bạn. Đó, khi mà các bạn nấu như vậy ấy, thì mình sẽ không có cái lốc cháy nào ở phía dưới cả. Chúng ta sẽ tận dụng được tất cả cái phần xôi nhá. Nồi của mình, cái nồi này nó không phải là nồi chống dính đâu. Nó đã hết cái lớp chống dính mất rồi này. Đây các bạn ơi, vậy là chúng ta đã có được một cái đĩa xôi đậu đen rất là ngon và cực kỳ hấp dẫn như thế này rồi này. Đó. Ngon lắm luôn đúng không các bạn? Và cái món này chúng ta ăn kèm với cả đậu phộng rang á, giã dập lên. Đó, và mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ làm thành công được cái món xôi đậu đen này các bạn nhé. Đây các bạn ơi, toàn bộ thành phẩm đây rồi. Đó, rất là ngon và mình nấu bằng nồi cơm điện như thế này luôn. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ làm thành công được cái món này các bạn nhé.